Xin chào các bạn nhé. Vừa rồi thì cái đây 3-4 hôm thì Mạnh Phát có làm một video thanh lý và được sự ủng hộ rất lớn từ khách hàng. Thì hôm nay Mạnh Phát tiếp tục ra một lô xe nữa để thanh lý gửi các bạn với giá thành cực kỳ rẻ, chỉ từ 1 triệu rưỡi đổ lên thôi các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào con xe 133. Dòng xe này đang được Mạnh Phát bán với cái giá là 3,6 triệu thôi các bạn. 3,6 triệu là đầy đủ hết ắc quy, sạc đầy đủ nhá, và có bảo hành. Bảo hành là 3 tháng và toàn bộ là xe đã được bảo dưỡng đầy đủ này, mọi người nhìn này. Đây, tem đã được dán một tem mới này, rất là đẹp, khung xe bảo dưỡng rất là chắc chắn, cảm giác rất là ngon nha các bạn nhé. Đây, xe này đang được bán với giá chỉ có 3,6 triệu thôi. Thì mọi người mua xe thì Mạnh Phát sẽ ra hàng toàn quốc qua Viettel Post nhé. Ai mua xe thì những cái với những cái xe như này các bạn phải đặt cọc trước là 1 triệu đấy, và tiền ship thì tùy từng nơi, mỗi nơi sẽ có một giá khác nhau. Thì mọi người sẽ nhắn tin Zalo cho Mạnh Phát nhé, hoặc là alo trực tiếp để Mạnh Phát sẽ báo giá bạn là ship tận đâu nhé. Đấy, mình sẽ gửi bằng Viettel Post giống như lô trước đấy, mọi người đều đã nhận được hàng và đánh giá rất là tốt. Ok, đây là chiếc đầu tiên này, chúng ta sẽ đến tiếp theo nhé. Tiếp theo đây, đây xin mời các bạn, tiếp theo là ba chiếc ninja này giá cực rẻ luôn. Đây, chiếc ở giữa là phanh cơ, chỉ có giá 2,5 triệu thôi các bạn nhé. 2,5 triệu, xe đã được bảo dưỡng là ngon hết, lại toàn bộ rồi. Đây mọi người xem này, đây đi ngon này đấy, còi đầy đủ nhá, xi nhan này, xi nhan đầy đủ này, đèn pha đầy đủ, và xe bao gồm cả sạc nhé. Mạnh Phát sẽ bọc miễn phí và gửi hàng toàn quốc các bạn nhé, chỉ 2,5 triệu thôi, còn tiền ship thì tùy từng địa điểm, thì mọi người sẽ inbox cho mình nhé. Đây, đi ra màu đen rất là đẹp, chắc chắn lốp rất là mới này. Đây là xe quay xe đây này, lốp trước lốp sau rất là mới nhá, và giá rất là rẻ thôi, chỉ có 2,5 triệu thôi, thực sự là quá rẻ luôn. Phanh khá đều rất là ngon, đều được kiểm tra bảo dưỡng lại toàn bộ rồi, nên mọi người yên tâm nhé. Ok, ra đây tiếp theo. Đây xin mời các bạn, hai chiếc Ninja này là hai chiếc Ninja phanh đĩa, Mạnh Phát bảo mình giá là 2,9 triệu các bạn nhé. Đấy, giá là thanh lý cực rẻ rồi, chỉ 2,9 triệu thôi. Các bạn lấy màu lô cam này hay là màu đen thì đều là 2,9 triệu, mà bao gồm cả sạc bảo hành là 3 tháng. Dương ơi, lấy cho anh cửa sổ hành đây nhé. Đây, điều bảo hành 3 tháng và xe đều bao gồm cả sạc này. Đây cũng như vậy này. Đây mọi người xem này, xi nhan này. Đấy, đầy đủ nhá. Đèn thì con này thì rất là sáng luôn. Đấy, đèn rất là sáng này. Có rất là to. Đây. Đây. Nhà rất là êm luôn nhá. Đấy mọi người xem này. Rất là êm. Đều có giá chỉ có 2,9 triệu thôi mọi người nhá. Đây, chiếc xe mà mọi người mong chờ nhất là trên chiếc này. Đây, chiếc này mình có giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Rất là rẻ đó, 1,5 triệu. Xe đầy đủ với ắc quy, sạc, gió. Sạc rất là tít luôn. Đây mọi người thấy không ạ? Rất là tít nhá. Mọi người lưu ý nhá, tất cả những cái chiếc xe Mạnh Phát vừa nói, mọi người muốn lấy thêm bình mới, mọi người chỉ cần thêm 500 thôi nhá. Và xe cũ chắc là bình cũ rồi, nhưng được kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ. Đây, thông tin về cửa hàng của nhà mình đây, mọi người có xem. Hệ thống xe được Mạnh Phát này, chuyên xe điện 2 bánh, 3 bánh, xe lăn điện, sửa chữa cái hộ tại nhà tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Bắc Ninh các bạn nhé. Đây là thông tin cửa hàng của nhà mình để mọi người yên tâm, có thể đặt cọc cho bên mình khách quan này. Cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3, cơ sở 4, cơ sở 5 này. Và số điện thoại của mình đây, 085 này, 993 này, 4 số 1, mọi người nhé. Yên tâm này, đây, các sản phẩm mẫu nhà mình đây. Ok dạ. Tất cả mọi người mua xe đều nhận được một cửa sổ bảo hành. Để có vấn đề thì mọi người liên hệ nhé. Đây, tiếp theo là một chiếc Milan để cho nữ. Milan này là có F-Pro mọi người nhé. Xe này là chạy 5 bình ắc quy không phải 4 nhé, 5 bình lớn luôn. Đây sẽ rất là tít. Đây là sẽ quay một chút cho mọi người xem này. Màu đỏ, ngoại hình còn ok, không hề bị vỡ nhựa. Xe này được bán với giá chỉ có 4 triệu thôi mọi người nhé. 4 triệu thôi. Đấy, cũng ra hàng toàn quốc cho mọi người luôn, và đầy đủ sạc và sổ bảo hành như mình nói nhé. Rất là đẹp, sẽ rất là đẹp, đầy đủ hết nhá, còi đầy đủ này, đèn các thứ mọi thứ là ok nhá, mình chắc chắn là khỏe luôn. Con này đi rất là khỏe nhá, con này đi được khoảng 40 cây một lần sạc cơ. Tiếp theo là một chiếc xe đạp thể thao, đây là mẫu đời mới nhá, xe mới 100% các bạn nhá. Đây là xe mới và đang được Mạnh Phát giảm giá trong video này. Mạnh Phát đang bán với giá là 2,8 triệu cơ, nhưng mà ai mua trong video này sẽ được giảm giá còn 2,5 triệu các bạn nhé. 2,5 triệu, số lượng thì không nhiều, riêng mẫu xe đạp này mới này Mạnh Phát chỉ bán 10 cái thôi, với giá 2,5 triệu các bạn thôi. Đây,
Xe này là xe vành 26 đề Sinamo quả gian, hàng đang được khuyến mại giá rất là rẻ. Đây, đồ rất là thể thao, rất là đẹp nhá. Tăng số, tăng xích rất là mượt đây, mọi người nhìn này. Đấy. Nhìn thế, anh sẽ quay xe một chút này cho mọi người xem. Tem là tem nước hết nhá. ATX 870 này, đề Shimano này, có cả bảo vệ tay luôn để khi chẳng may có va quẹt thì không vào gì này. Đây mọi người nhìn nhá. Đây. Đề đây, bộ đề đây. Líp rất là đẹp nhá. Xích mới, líp đẹp, hai phanh đĩa nhá. Đấy. Gian chống com này, rất là đẹp mọi người nhá. Yên tâm. Đấy. Rất là bon luôn. Ok. Cũng là ra hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Tiếp theo là mẫu xe này thì mọi người được xem nhiều rồi đúng không? Đây là mẫu xe mới của Mạnh Phát. Tại vì sao lại có cái mẫu xe này thì rất nhiều video mình đã nói cho các bạn rồi. Đấy. Làm mua lại các đơn vị khác thì mình không yên tâm. Nên Mạnh Phát quyết định là làm ra mẫu xe và chọn những linh kiện tốt nhất cho các bạn. Thì là mẫu xe mới này của Mạnh Phát đây. Đấy, mọi người muốn xem kỹ thì có thể lên kênh YouTube của Mạnh Phát để xem kỹ video xe này nhé. Xe này Mạnh Phát đang bán tại Hà Nội với giá là 6,5 triệu và Hồ Chí Minh với giá là 6,9 triệu. Thế nhưng mà hôm nay Mạnh Phát sẽ bán cả nước xe này với giá 6,5 triệu. Nhưng mà tiền ship ở đâu thì mọi người sẽ chịu nhé. Đấy, chất lượng nó khác nên là giá thành nó sẽ khác so với số đơn vị đúng không? Có nhiều đơn vị thì họ lấy xe giá rẻ, Mạnh Phát không làm. Mạnh Phát làm xe chất lượng đây. Anh ta sẽ quay xe một chút mọi người nhìn này. Đây, dụng cụ công tắc này, tay ga này. Đấy, mọi người thấy ạ, tem nước này, càng nhôm nhá. Đấy, cũng ra hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người yên tâm này. Đây, giảm sóc này, đời mới luôn nhá. Đấy, tem toàn bộ tem nước là tem của Mạnh Phát luôn. Xe này xe độc quyền rồi. Hàng này là độc quyền của Mạnh Phát nhá. Đây mọi người ạ, hệ thống xe này Mạnh Phát. Xe này phân phối tại các cửa hàng của Mạnh Phát nhá. Đấy, mọi người yên tâm. Đấy, tem của mình luôn, không phải mua vậy của mình thì cũng được bảo hành. Nên mọi người bảo hành toàn quốc trên tất cả hệ thống của mình nhé. Nên có thể yên tâm. Đấy. Ok. Như mình đã nói đúng không ạ? Tất cả các bạn mua xe đều phải đặt cọc trước 1 triệu rồi nhận xe thanh toán nốt và mình sẽ gửi hàng qua Viettel Post mọi người nhé. Số điện thoại của mình là 085993441 đây. Mọi người nhớ này. Đây. Không nhớ thì ghi lại này, 085993441 nhé. Đấy, nhắn tin Zalo cho mình để biết là hoặc là alo trực tiếp để biết là lô xe này là còn những mẫu gì nhá. Đấy, Mạnh Phát sẽ 3-4 ngày sẽ ra một video về các mẫu xe để mọi người thể lựa chọn và tiền cho mình chiếc xe ưng ý nhất nhé. Đấy, hãy đăng ký kênh và theo dõi Mạnh Phát để biết những lô xe tiếp theo. Mỗi lô xe Mạnh Phát sẽ có những chiếc xe giảm giá cực kỳ thấp để tri ân khách hàng nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký và subscribe kênh nhé. Xin chào.